Xin chào tất cả cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng đầu tuần, buổi sáng thứ hai, Tuấn Anh của tôi ở phòng xin kính chúc tất cả quý vị, anh chị và các bạn một tuần mới thật là vui vẻ, hiệu quả và thật là thành công. Đấy, và lời đầu tiên thì cho Tuấn Anh của tôi ở phòng gửi đến tất cả quý vị, anh chị và các bạn một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì xe của em lại về phun bãi cho mọi người. Đây, xếp ra đến ngoài đường. Thì những ngày cuối tuần thì anh em thường lấy xe về để đi chơi để bà con gia đình. Thì hôm nay thì xe lại về phun bãi cho mọi người. Buổi sáng đầu tuần thì em đi báo giá tổng quan chi tiết tổng thành tất cả những cái mẫu xe mà đang bày bán tại đây. Vâng, em báo giá nhanh, lướt qua đọc giá thôi. Và bên em vẫn đang có chương trình giảm 5% giá trị từng chiếc xe một cho quý vị bạn alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng và đến xem xe trực tiếp mua xe của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng các bạn nhé. Còn đâu nếu các bạn mua xe của người khác thì cái đấy thì mình cũng không có cái chương trình như vậy, đúng không ạ? Tại vì cửa hàng của mình có rất nhiều người bán xe, rất nhiều nhân viên bán xe. Thì đến nên là các bạn alo trực tiếp cho em thì sẽ có chương trình khuyến mại cũng như là giảm giá 5% cũng như là bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho mọi người. Vâng, thì không làm mất thời gian của quý vị chị và các bạn nữa, thì đầu tiên đây Tuấn Anh đi giới thiệu đến đó là một chiếc Toyota Vios biển 15A52046. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán giá tiền là 258 triệu đồng. Đời 2009, phiên bản số sàn, bản đen xịn, bản đủ. Một mẫu xe gia đình không taxi dịch vụ nha mọi người. Và các bạn biết là sao lại có giá cao như vậy? Vì đây là bản đủ xe gia đình không taxi không dịch vụ, biển Hải Phòng, đời 2009 bản đủ. Tiếp đến là một chiếc Kia Forte sản xuất 2008, phiên bản số tự động, được trang bị động cơ máy 1.6 bản đủ cửa lóc, bản SLI nhập khẩu, đời 2008, biển 15A07968. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là chỉ có 299 triệu đồng thôi. 299 triệu đồng cho một chiếc Kia Forte đời 2008 này. Tiếp đến sẽ là một chiếc Chevrolet Vivante đời 2008, phiên bản số sàn, trang bị động cơ máy 2.0, biển 73A02074. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền chỉ có 159 triệu đồng thôi. 159 triệu đồng cho một chiếc 7 chỗ ngồi. Giá rất hợp lý. Đấy. Tiếp đến là một chiếc Toyota Innova bản G, xe gia đình không taxi dịch vụ, mang biển kiểm soát 37A19935. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 268 triệu đồng cho một chiếc Innova bản G xịn bản đủ, xe gia đình không taxi dịch vụ, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 6 cấp số cho mọi người nhé. Tiếp đến là một chiếc Chevrolet Aveo sản xuất 2013, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.5, phiên bản số sàn, xe tư nhân không taxi dịch vụ, biển 99A04978. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 225 triệu đồng cho một chiếc xe Chevrolet Aveo 2013 phiên bản số sàn này. Tiếp đến là một chiếc Kia Morning sản xuất 2011, phiên bản số sàn, bản lưng sport rất là đẹp, biển Hà Nội 32094. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá tiền là 135 triệu đồng. Với giá tiền là 135 triệu đồng, các bạn đã có một chiếc xe Kia Morning lưng front sport rất là đẹp, số sàn, 6 cấp số, máy 1.1, tiết kiệm xăng, biển Hà Nội. Vâng. Tiếp theo đi vào trong đây thì anh em sẽ thấy được rất nhiều các dòng xe. Tiếp đến là một chiếc Toyota Innova bản V số tự động, sản xuất 2008, phiên bản số tự động, trang bị hệ thống máy 2.0 cho mọi người nhé. Bản đủ, bản V, biển 90A03839, và giá tiền bên em đang bán là 320 triệu đồng bản V số tự động cho mọi người nhé. Đời 2008, phiên bản số tự động này rất là lành, 7 chỗ ngồi. Tiếp đến là một chiếc Kia Forte sản xuất 2009, bản SLI nhập khẩu nguyên chiếc, bản đủ xe gia đình không taxi dịch vụ, biển Hải Phòng. Và giá tiền bên em đang bán là 335 triệu đồng, biển 15A35426, 335 triệu đồng. Daewoo Zeti sản xuất 2009, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.6, xe nhập khẩu, biển 27A03768. Vâng, chiếc xe này là xe nhập khẩu số sàn đời 2009, giá tiền bên em giảm xuống chỉ còn 230 triệu đồng. Rất là rẻ luôn, đã giảm rất sâu luôn cho các dỗ xe đây. Tiếp đến là một chiếc Jolly Phantom lồng. Đấy, đây là một mẫu xe chuồng gà nhé anh em nhé, nhưng mà chạy rất là chất. Biển Hà Nội, đời 2004, giá 145 triệu đồng. Jolly Phantom lồng cho mọi người. Mitsubishi Jolly Phantom lồng nha mọi người nhé. Vâng, 145 triệu đồng, 7 chỗ ngồi, máy 2.0. Và tiếp đến là một chiếc Toyota Innova bản Z. Đây là một chiếc xe đời 2008, phiên bản số sàn, biển 30A15212. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá tiền là 200
215 triệu đồng cho một chiếc Toyota Innova đời 2008, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 2.0, hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ 4 lốp như mới. Daiwa Zeti CDX đời 2009, phiên bản số tự động, biển 15A30591, một chiếc xe khá đẹp. Vâng, tư nhân chính chủ sử dụng zin hết toàn tập, máy số zin, zin hết, nói chung là zin hết, và giá tiền bên em đang bán là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng cho một chiếc CDX đời 2009 biển Hải Phòng này. Tiếp đến là một chiếc tiếp đến là một chiếc Kia Carnet sản xuất 2010, phiên bản số sàn, được trang bị động cơ máy 1.6 và giá tiền bên em đang bán là 230 triệu đồng. 230 triệu đồng cho một chiếc Kia Carnet 7 chỗ ngồi, máy xăng, máy 1.6 này, đời 2010 cho mọi người nhé. Tiếp đến là một chiếc Toyota Innova sản xuất 2010 bản G xịn. Đấy, tư nhân biển Hà Nội 30. Đấy, rất là đẹp. Màu vàng cát đời 2010, 290 triệu đồng. 290 triệu đồng cho một chiếc Toyota Innova bản G xịn, máy móc thực chất luôn anh em thấy đây. Màu vàng cát, đăng kiểm dài. Tiếp đến là một chiếc Kia Morning sản xuất 2011, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.1. Đấy, một mẫu xe số sàn nhé. Giá 130 triệu đồng, xe cỏ cỏ thôi anh em ơi. Đấy, xe cỏ cỏ 130 triệu đồng, biển 34A01452, 130 triệu đồng, Morning 2011, số sàn. Chevrolet Cruze 2011, phiên bản số sàn màu vàng cát, biển 36A32594, sơn xi màu vàng cát rất đẹp, số sàn 6 cấp số, tư nhân biển Thanh Hóa, 269 triệu đồng. 269 triệu đồng. Tiếp đến là một chiếc Kia Morning sản xuất 2011, giá cũng 130 triệu đồng. Đời 2011, máy 1.1, đăng kiểm dài mới tinh luôn, mới đăng kiểm về xong mọi người nhé. Mới đăng kiểm về xong, biển 89 Hưng Yên. Vâng, rất nhiều. Anh em có thể qua bên em trực tiếp, cửa hàng bên em địa chỉ số nhà 28A, Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, gần ngã tư Quá Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng thì sẽ có một cái giá thương lượng và Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ đón tiếp một cách nhiệt tình cho quý vị chị và các bạn. Tiếp theo là một chiếc Honda Civic sản xuất 2007, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 2.0 bản full, bản số tự động. Xin lỗi quý vị chị và các bạn, bản full, bản số tự động, bản đủ cửa lock, tích hợp gẩy số bô lăng. Giá tiền chiếc xe này bên em đang bán là 287 triệu đồng. Đó là một chiếc Honda Civic đời 2007, máy 2.0 nha mọi người nhé. Rất là đẹp. Tiếp đến là một chiếc Kia Carnet 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.6 và giá tiền bên em cũng bán 230 triệu đồng. Biển 36A25879, Kia Carnet 7 chỗ ngồi, máy 1.6, màu trắng, máy xăng, 6 cấp số, số sàn. Màu trắng mọi người nhé. Hyundai Getz 2010, phiên bản số sàn, bản đủ xe gia đình, không taxi dịch vụ, biển Hà Nội, màu bạc. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này thì bên em đang bán là 182 triệu đồng. Số sàn, xe gia đình không taxi dịch vụ. Kia Morning 2015, phiên bản số sàn, trang bị động cơ máy 1.25, đời 2015, tư nhân chính chủ, biển Thái Bình, giá tiền là 215 triệu đồng. Hyundai Eon phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 0.8, biển tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A4997, đời 2011. Đời 2011, phiên bản số sàn, tên tư nhân, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, màu đỏ rất đẹp cho mọi người. Giá tiền bên em đang bán chỉ với là 162 triệu đồng. Toyota Vios 2015, phiên bản số sàn, bản e xịn, bản đủ tư nhân chính chủ, biển Sài Gòn, đã rút hồ sơ rồi. Vâng anh em nhé, tư nhân chính chủ, biển Sài Gòn, đã rút hồ sơ rồi và giá tiền bên em đang bán là 350 triệu đồng, bao vào tên cho mọi người, rẻ như bèo luôn, bao vào tên luôn. Mitsubishi Chiton 2013, phiên bản số sàn, máy dầu một cầu, đời 2013, Mitsubishi Chiton bán tải. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 335 triệu đồng. Rất đẹp. Daiwa Zeti sản xuất 2009, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, chính chủ tên em luôn, đời 2009, biển 15A59196. Giá tiền chiếc xe này bên em đang bán là 239 triệu đồng cho mọi người. Số sàn, 6 cấp số, máy xăng, đời 2009 nha mọi người nhé.
Chevrolet Cruze màu trắng Ngọc Trinh đời 2012, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 6 cấp số, máy xăng, biển 24A09865. Chiếc xe này bên em đang bán giá tiền là 279 triệu đồng, đời 2012, máy xăng, xe gia đình, không taxi dịch vụ. Vâng, xe rất là đẹp, màu trắng Ngọc Trinh, bốn trắng lam đúc, số sàn 6 cấp số. Kia Morning 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.1, 125 triệu đồng, đời 2010, phiên bản số sàn, máy 1.1, tư nhân chính chủ, biển Thái Bình. Fiat Sela HLX sản xuất 2003, phiên bản số sàn, trang bị động cơ máy 1.6, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, 86690, giá tiền 90 mọi người nhé, số sàn, máy 1.6, Fiat Sela HLX đời 2003, biển Hà Nội, sơ si màu xanh bộ đội, rất đẹp. Mazda 323 2001, đăng ký lần đầu 2009, phiên bản số sàn, giá tiền bán là 98 triệu đồng. 98 triệu đồng cho một chiếc Mazda 323 2001 này. Xe anh em nào tập lái thì đang có hai cái mẫu xe này đây. Đấy, rất đẹp. Kia Morning 2015, phiên bản số sàn, trang bị động cơ máy 1.25, xe gia đình, không taxi dịch vụ, biển 35A18372. Giá tiền bên em đang bán là 228 triệu đồng, đời 2015 mọi người nhé. Số sàn, máy 1.25, 6 cấp số luôn. Toyota Vios 2009, phiên bản số sàn, bản e xịn, xe gia đình, không taxi dịch vụ, biển 15A34034709. Giá tiền bên em đang bán là 258 triệu đồng, tư nhân chính chủ, Hải Phòng, không taxi, không dịch vụ, đời 2009, bản đủ, xe gia đình, máy 1.5, số sàn, trang bị hệ thống ABS và túi khí đầy đủ cho mọi người. Kia Morning bản Sport xịn, giá tiền là 168 triệu đồng, phiên bản số sàn, bản Sport, đời 2011. Đấy, xe được trang bị la răng cũng như là xi nhan, điều hòa tự động và túi khí nha mọi người nhé. Đời 2011, 162 triệu đồng. Toyota Vios đời 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.5, 230 triệu đồng, đời 2011, limo lưng kịch sàn. Chiếc xe đã rút hồ sơ rồi và chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Bà Hyundai Getz 2000 biển 30 Hà Nội này, 2009, là 169 triệu đồng. À, 166 triệu đồng, nhập khẩu máy 1.1, biển Hà Nội màu bạc mọi người nhé. Rất đẹp, biển 30 Hà Nội. Hyundai Getz 2008, con này thì biển 37 Nghệ An, đời 2008, bản đủ, đấy, 162 triệu đồng. Kia Morning 2016, đấy, biển Hải Phòng, xe thì thật là đẹp, cam kết cho bạn rất là đẹp, 2016 mà chạy như 2020. Máy 1.25, biển Hải Phòng, màu sơn đỏ, zin, biển 15A28797, vâng, 228 triệu đồng. Kia Morning 2011, 130 triệu đồng, đời 2011, phiên bản số sàn, biển 14A01144, đấy, 130 triệu đồng. Máy 1.1, số sàn. Kia Morning 2016, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.0. Chiếc xe này thì rất tiết kiệm nhiên liệu, đời 2016, 215 triệu đồng, biển 77A06677. Hyundai i10 2015, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới đây, bản đủ, xe gia đình, không taxi dịch vụ, máy 1.0, nhập khẩu, 272 triệu đồng. Chevrolet Vivante sản xuất 2008, phiên bản số sang, trang bị động cơ là máy 2.0, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển 99K7843, 165 triệu đồng, 7 chỗ, giá rẻ anh em nhé. 7 chỗ, 165 triệu đồng, đời 2008, bản đủ, xe gia đình. Hyundai Getz đời 2010, phiên bản số sàn, bản đủ, 165 triệu đồng, biển 36A14941967, màu xanh. Kia Morning 2015, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.25. Xe này thì bên em đang bán là 215 triệu đồng, màu trắng xịn. Đấy. Bốn bánh la răng đúc rất đẹp. Xe đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Hyundai i10 này thì em bán cho anh em ở Đà Nẵng rồi. Và tiếp đến là một chiếc Hyundai i10 2015, phiên bản số sàn, bản đổ, biển 15A19624. Con này bên em đang bán là 265 triệu đồng, màu đỏ nhé, xe 1.0, nhập khẩu, bản đủ, đấy, biển Hải Phòng, màu đỏ. Kia Morning 2010, nhập khẩu, số sàn, máy 1.0, bản đủ, đấy, màu xanh, biển Hà Nội, bên em đang bán là 175 triệu đồng.
Kia Morning Hyundai 10 2015 phiên bản số sàn, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, máy 1.0 tư nhân chính chủ biển Hà Nội, màu trắng xịn. Giá tiền chiếc xe này bên em đang bán là 225 triệu đồng. Đấy, 225 triệu đồng. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh của tôi Hải Phòng có báo giá cho anh em một loạt những cái dòng xe mà đang bày bán tại cửa hàng của mình. Nếu anh em nào mà đúng chân, đúng màu, đúng mệnh, phù hợp với lại tầm tiền, giá trị kinh tế thì có thể là alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 081-666-2386. Tuấn Anh của tôi Hải Phòng sẽ trả lời tất cả mọi thắc mắc của quý vị chị và các bạn. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị chị và các bạn đã theo dõi và quan tâm video của Tuấn Anh của tôi Hải Phòng. Xin chào và hẹn gặp lại.